Trung xin chào tất cả anh em. Trung lại thêm một cái video đồ chế nha anh em. Video trước Trung giới thiệu với anh em một cái cặp đùi đó, cặp cầu ngắn ngắn nó để chế đồ đó. Trung làm thêm một cái video một cái cây cầu 2 tấn, 1 tấn 6, 1 tấn 8, 2 tấn gì đấy nó xài chung chung hết đó anh em. Cầu thắng hơi nhỏ nha. Thậm chí nhiều con 2 tấn rưỡi nó cũng sử dụng, 2 tấn 3, 2 tấn rưỡi nó cũng sử dụng chung cái cây này thôi. Tí Trung quay chi tiết. Trước khi vào và chi tiết của cái cây cầu xe thắng hơi Isuzu Trung Quốc ấy, thì Trung làm giới thiệu với anh em có một cái cây giấy. Hôm qua có anh em hỏi về cái vấn đề reo lơ kéo mót mini gì này, nhà còn thừa một cái cây giấy xấu xấu này, ống này hình như là ống ba mấy đây. Trung đo thử nha, tầm khoảng ống 76 ly nhé này, ống thép 76 ly, thấy cũng nặng nặng đấy. Tôm là tôm gan đúc riêng nhá, bánh còn lăn bình thường nhé này, cầu còn lăn bình thường hết nhé. Đây nè, đấy, hai tôm đúc mâm thì hư hỏng rồi, mâm lớp là xem không có này. Đây là cái một cái cây giấy riêng nhá, mâm nó xét xét rỉ rỉ rồi. Loại mâm này nó sử dụng chung với mâm du lịch nhé em, anh em có thể mua của mấy cái con đa su ốc bu nhỏ nhỏ đấy. Loại xe 500 kg, 750 kg các thứ để mâm nó cùng một loại với này này. Anh em có sẵn những cái mâm cũ cũ tận dụng gì đấy thì bắt vào 4 tắc kê nhỏ bình thường thôi. Thậm chí mâm xe du lịch gì đấy nó cũng giống giống, cứ 4 tắc kê đối xứng nhau, một tắc tắc mốt hơn một tí, tắc mốt mấy ly đi. Rồi cái chồng này thì nó tầm khoảng 70 nhá, chồng này nó tầm khoảng 70 ly này. Mâm đang là đi mâm 12 nhé em. Cái đấy không quan trọng lắm, anh em muốn lên 13, 14 gì đấy tùy thích. Cái cây dí này thì kéo chắc 1 tấn chắc ok này, thừa lực này. Tổng thể Tung Trung sẽ đo tổng thể nhé này. Đo từ cái mặt bắt bánh đấy, để lấy chân đè nó lên cái thước. 1m31 nhé nè. Tổng cộng hết là cái mà hai mặt mắt bắt bánh là 1m31 nhé. Rồi xong cái phần cây dí, thì tới cái phần cầu xe. Đây cái cây thắng hơi, thật ra thì ở dưới, nằm ở dưới sau nó vẫn còn một cây nữa này, cũng y hệt này, thắng hơi búp sen đơn nhé này. Đây này là búp sen đơn nhé, cùi là cùi Isuzu nhé. Trung sẽ đo tổng thể cái mặt bích của nó nha. 87. Cộng 51. 1m38 nha nè. Đây hai cái mặt bắt bánh này gần xem như gần gần tròn gần 1m4 nhé. Khoảng 1m4 nhé nè. Mặt bắt bánh đây 6 tắc kê, bánh trồng nhỏ bình thường, mâm trồng nhỏ đấy, 6 tắc kê trồng nhỏ nha. Giờ mỗi bên thì nó ra thêm gần 10 trên dưới 10 cm nữa nha. Đang để ngược lên ngay cái lỗ thở của nó bị chảy nhớt ra luôn rồi này. Rồi hai cái cây thắng, một cây thắng hơi sen đơn, cùi đúng cùi chuẩn Isuzu nhé nè, nó sử dụng chung với Isuzu 2 tấn này. Má thắng này cũng tương đối lớn này, nhìn còn sạch đẹp, đậu rơ thì không đáng kể luôn. Đây là cái môi dơ của nó nha, nhìn cái cầu này hình thức còn đẹp, chữ nghĩa gì ở trên đây còn chữ này, không biết nó ghim đến cái chữ gì nữa. Để Trung đo thêm một cái thông số quan trọng nữa, anh em thường hỏi nó là tim ruồi nhé, ước lượng thôi nhé này, không chính xác lắm. Trung tim ruồi khoảng 84 nhé này, từ đây này, từ đây này đến đây này khoảng 84 nhé, có thể chênh lệch một ít cho cái thước nó cũng không phải là chính xác.
đi mâm 16 bánh đôi bánh đơn gì đấy thì tùy theo anh em đóng mót lắp xe, nên anh em tùy chọn nhé. Ngoài cái cây này thì ở dưới đây nó còn cái cây 3 tấn rưỡi chuẩn 6 thắt kê lớn Hino này. Đây là cây Trung Quốc 3 tấn rưỡi tháng hơi bắp sang đôi nhé nè. Bắp sang đôi nhé. Bên kia ở dưới nó còn một cây y hệt nữa. Cây y hệt cái này luôn. Đấy, nằm ở dưới đây. Rồi, Trung giới thiệu từng cây một như vậy, từng làm từng cái video riêng lẻ như vậy để anh em dễ xem, dễ nhìn. Rồi, cũng dễ giao dịch mua bán hơn nữa. Lâu lâu thì Trung chủ nhật, Trung sẽ làm cái video demo hoặc là làm video treo lơ những món đang còn, đang tồn. Còn thông thường những ngày thứ thì Trung sẽ làm video riêng lẻ từng cây nhé, từng món hàng riêng biệt. Đây là cái phần dưới của nó, cái cầu này cũng còn tương đối sạch sẽ, không có mục mọt gì hết nhé nè. Vỏ còn đẹp luôn, chưa cặp luôn ấy. Anh em có đóng mót, cần làm đóng mót của xe cài, xe kéo gì đấy, hoặc là thay thế xe cộ gì đấy, cảm thấy ngay việc thì liên hệ nhé. Mấy cái con, cái loại cầu này nè, nó thường nằm trên mấy con phao, con dắt rồi Vinasuki các kiểu. Nói chung là xe Trung Quốc nó sử dụng rất là nhiều luôn. Anh em nhìn quen mắt xem cái cầu xe mình đang dùng có giống hay không. Thật sự là chỉ cần nhìn thấy là nó đã giống rồi. Tại vì Trung Quốc nó xài đồ chung rất là nhiều. Ví dụ như 3 tấn rưỡi ở dưới Vinasuki có xài này, dắt cũng có này, phao này cũng có này. Rồi mấy cái hiệu khác như Hoa Mai gì đấy nó cũng na ná nhau hết luôn. Giải Phóng các thứ cũng vậy. Thương hiệu thì nhiều nhưng mà đòn món Trung Quốc thì nó cũng có cái tiêu chuẩn riêng của nó, tiêu chuẩn chung của nó. Rồi, Trung kết thúc video nhé anh em. Anh em có quan tâm, có thắc mắc, có nhu cầu anh em cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của Trung nhé. Những món hàng trên video thì đang có sẵn tại nhà. Anh em ở gần thì cứ sắp xếp đến xem nhé.